Ở Quảng Ngãi, lay ơn được trồng nhiều nhất ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Đây là giống hoa từ Đà Lạt. Cách đây một tháng, người dân đã xuống giống. Hiện nông dân đang vét luống để thoát nước, giăng lưới để cản gió bấc, bảo vệ cây hoa. Năm nay thì trời cũng mưa ít, nhưng mà thời tiết năm nay thì lồng cũng được hơn mấy năm. Mấy năm ta lên nó mưa nhiều cho nên là nó hư nhiều. Cho năm thời tiết năm nay thì cũng thuận hòa hơn mấy năm. Bây giờ thì rút cuộc bây giờ vô phân rồi thì bây giờ chỉ thả lưới rồi chăm lên bơm thuốc vào tới ngày bông thôi. Vùng ven sông Trà Khúc được xem là vựa rau của tỉnh Quảng Ngãi. Hoa lay ơn bén duyên với đất Nghĩa Hà từ hàng chục năm trước, khi những hộ dân tiên phong mang giống hoa từ Đà Lạt về trồng ở đất ruộng, đất vườn nhà. Hàng năm cứ vào tháng 10 âm lịch, người dân xuống giống hoa, đến tháng chạp bán ra thị trường, phục vụ Tết. Rau với hoa quanh năm nhưng mà cái tiết này là tiết trồng hoa, còn xoan hết hoa rồi làm rau. Cái rau là chính, nó là cái rau, còn cái hoa là mùa tháng Tết hơn, nó làm cho nó đột hiệu quả hơn. Hoa lay ơn được trồng ở Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, chủ yếu có các màu vàng, cam và đỏ. Những ngày đầu năm mới, ngoài những hoa như cúc, mai, lay ơn luôn được lựa chọn cắm bình để trang trí. Người dân ở Nghĩa Hà đang tích cực chăm bón để cung ứng thị trường đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay.